Thưa quý vị, thưa các bạn, với nhiều hoạt động xúc tiến thương mại triển khai sâu rộng, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai thời gian qua có sự chuyển dịch tích cực, phát huy là vai trò cầu nối giữa Lào Cai Việt Nam và Hà khẩu Trung Quốc trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và thị trường Việt Nam, các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Có thể nói, từ khi tuyến đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai hoàn thành thì vai trò của tỉnh Lào Cai trong tuyến hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh ngày càng trở nên rõ nét. Lào Cai dần trở thành cầu nối quan trọng để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của các tỉnh thành trong cả nước sang thị trường rộng lớn và nhiều tiềm năng của khu vực Tây Nam Trung Quốc. Từ năm 2015, Sở Công Thương Lào Cai đã chủ trì phối hợp với Ti Thương vụ tỉnh Vân Nam Trung Quốc tổ chức hội nghị kết nối xúc tiến xuất khẩu nông lâm thủy hải sản luân phiên thường niên hàng năm. Từ năm 2015 thì Bộ Công Thương đã chính thức là đưa vào chương trình xúc tiến thương mại quốc gia để hỗ trợ cái hội nghị kết nối giao thương nông sản, thủy sản giữa là các tỉnh biên giới phía Bắc với lại các đối tác thương mại ở bên kia biên giới của Trung Quốc, cụ thể ở đây là tỉnh Vân Nam Trung Quốc, nhằm để nâng cao hiệu quả thực thi thỏa thuận giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc về tạo thuận lợi hóa cho tiêu thụ hàng nông sản và thương mại nông sản giữa Việt Nam Trung Quốc, được ký kết vào ngày 22 tháng 4 năm 2013. Năm nay với chủ đề kết nối xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản 2018, hội nghị có sự tham gia của gần 200 đại biểu và 140 doanh nghiệp, trong đó có 83 doanh nghiệp Việt Nam và 57 doanh nghiệp đến từ tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Tại đây, hai bên đã cùng gặp gỡ, trao đổi thông tin về thế mạnh sản xuất hàng nông sản, thủy sản, trái cây của Việt Nam cũng như tiềm năng tiêu thụ các mặt hàng này tại thị trường các tỉnh Tây Nam Trung Quốc. Cũng nhân cái sự kiện này ở Lào Cai thì chúng tôi cũng là mời là những cái doanh nghiệp mà có thế mạnh ở tỉnh để mà gặp gỡ với bạn, để mà trao đổi, giao lưu, kết nối để mà đẩy mạnh cái việc tiêu thụ hàng nông sản, thủy sản của tỉnh Tiền Giang. Bên lề hội nghị, tại các sự kiện giao thương, lãnh đạo hai bên đã cùng nhau trao đổi, phân tích về nhu cầu thị trường, thông tin các quy định của Việt Nam và Trung Quốc về xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, trái cây và mặt hàng thủy hải sản qua cửa khẩu Lào Cai, Hà khẩu, bố trí để các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc gặp gỡ trực tiếp theo nhóm ngành hàng, tìm hiểu đối tác để tạo cơ hội hợp tác kinh doanh, trưng bày, giới thiệu các mặt hàng nông sản, trái cây và thủy hải sản có thế mạnh của Việt Nam tại khu vực tổ chức hội nghị. Tổ chức một cái hội nghị xúc tiến cung cầu xuất nhập khẩu nông sản, thủy sản, hàng nông sản của Việt Nam với Trung Quốc là một cái cơ hội rất tốt cho tất cả các doanh nghiệp ngành nông nghiệp của Việt Nam cũng như là bản thân doanh nghiệp chúng tôi. Đánh giá cái thị trường Trung Quốc cũng như thị trường Việt Nam là một thị trường rất tiềm năng và chúng tôi sẽ phải cố gắng thời gian tới để xuất khẩu được nhiều sang cái thị trường Trung Quốc này. Để tạo thuận lợi cho xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy hải sản và trái cây năm 2018 và những năm tiếp theo, 12 sở công thương các tỉnh thành phố của Việt Nam và Ti Thương vụ tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ hợp tác khai thác phát triển tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Theo đó, sẽ ưu tiên thông quan các loại nông sản theo mùa vụ gồm vải, nhãn, thanh long, xoài, rau củ quả tươi, vân vân, sẽ cùng thực hiện việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ngay tại cửa khẩu, triển khai khai báo hải quan điện tử, cho phép doanh nghiệp đăng ký trước hồ sơ kiểm dịch, tiết giảm và công khai các loại phí, lệ phí, tiến hành khảo sát để thỏa thuận thời gian làm việc tại cửa khẩu Kim Thành, Bắc Sơn, dự kiến đến 22 giờ theo giờ Hà Nội và 23 giờ theo giờ Bắc Kinh. Ký kết biên bản thống nhất về việc Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam, Bộ Công Thương sẽ là cơ quan trực tiếp phối hợp với Ti Thương vụ tỉnh Vân Nam Trung Quốc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương. Sau cái hội nghị mà đã ký được cái thỏa thuận hợp tác giữa 12 tỉnh, thành phố của Việt Nam với lại Cục Xúc tiến Thương mại và Sở Thương mại tỉnh Vân Nam. Theo đó thì là không chỉ có là Vân Nam mà còn có cả Quảng Tây, tức là có hai cái tỉnh của Trung Quốc là giáp biên giới với Việt Nam tham gia cái thỏa thuận đẩy mạnh xúc tiến thương mại qua vùng biên giới này. Cùng với nhiều giải pháp, trong đó chú trọng triển khai đồng bộ hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ hàng hóa, vị thế của tỉnh Lào Cai trong vai trò cầu nối thúc đẩy giao thương đã được nâng thêm một bước mới, không chỉ của Việt Nam và các nước ASEAN với thị trường tỉnh Vân Nam và vùng Tây Nam Trung Quốc, mà còn là trung tâm hành lang Bắc Nam trong hợp tác tiểu vùng sông Mekong mở rộng GMS.